Thưa quý vị, trở lại với câu chuyện thể thao trong nước được quan tâm nhất ngày hôm nay. Từ đầu giải V-League thì chúng tôi không bình luận gì về điểm nóng Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng giờ đây, ba trận thua liên tiếp của đội bóng này và thậm chí là những trận thua được dự báo trước thì chúng ta đã có thể đi tìm được một lời giải thích về hiện tượng này. Nhưng trước tiên về chuyên môn thì hãy để các nhà chuyên môn lên tiếng. Họ là những người đã chiến thắng trước đội bóng trẻ của ông bầu Hoàng Anh Gia Lai và quyền phát ngôn thuộc về họ. Chúng ta hãy xem. Đầu tiên là ông bầu Ngô Quang Sang, huấn luyện viên của đội Đồng Tâm Long An, người đã thắng Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu ở vòng 2. Đây là trận thua đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai kể từ đầu giải và ông nói: "Chúng tôi nghiên cứu kỹ lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai ở trận thắng Sana Khánh Hòa và lên kế hoạch khắc chế. Cũng cần nói thêm là kinh nghiệm của các cầu thủ đã giúp cho Đồng Tâm Long An giành chiến thắng." Cũng từ kinh nghiệm đó thì huấn luyện viên Vũ Quang Bảo của câu lạc bộ Thanh Hóa đã giành chọn 3 điểm từ chính sân Pleiku với chiến thuật cụ thể là: "Hiệp 1 khi họ còn rất khỏe, tinh thần đang lên cao, chúng tôi nhường thế trận cho họ. Tuy nhiên sau khi hiệp 1 kết thúc thì Thanh Hóa đẩy cao đội hình, đã áp sát và khi đó chúng tôi đã kiểm soát trận đấu rồi ghi bàn. Tôi nhận thấy điểm yếu hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai nằm ở hai vị trí hậu vệ biên hay dâng cao nên Thanh Hóa quét vào đó rồi thực hiện các đường truyền chéo góc để băng lên dứt điểm. Nếu cứ đá kiểu này thì Hoàng Anh Gia Lai theo ông Vũ Quang Bảo sẽ còn thua." Và huấn luyện viên Trương Việt Hoàng của câu lạc bộ Hải Phòng, đội mới thắng Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu chiều ngày hôm qua, thậm chí còn tuyên bố sẽ thắng trước khi trận đấu này diễn ra thật sự. Và ông nói rằng là các cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai có triển vọng nhưng họ còn non về kinh nghiệm và thể lực. Đó là tử huyệt khi đá V-League và đặc biệt hàng thủ của họ đang gặp vấn đề. Đây có thể là bí quyết để các đội bóng tiếp theo gặp Hoàng Anh Gia Lai. Họ cần học tập để giành chiến thắng, nhưng cũng là một bài học để chính Hoàng Anh Gia Lai thay đổi sau những thất bại. Cuối tuần này thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ có một trận đấu khó khăn nữa trước SHB Đà Nẵng. Còn về Công Phượng, nhiều người cũng đang tự hỏi là Công Phượng có thực sự xuất sắc hay không khi chơi ở đẳng cấp của V-League. Chúng tôi thì thấy thế này, 3 trận thua chưa đủ để nói. Và nếu Công Phượng không hay thì tại sao các đội bóng luôn có phương án đặc biệt để kèm tiền đạo này? Còn ngoài ra thì chúng tôi cũng phân tích những con số về chuyên môn để xem những hình ảnh về chuyên môn tất cả đều thể hiện trên sân cả. Chúng ta hãy xem các đội bóng đã làm thế nào để vượt qua được Hoàng Anh Gia Lai. Một số đội bóng thường sử dụng lối chơi rắn để khắc chế Hoàng Anh Gia Lai, đơn cử như trận gặp Thanh Hóa. Trong hiệp 1, các vị khách đã phải nhận tới 4 thẻ vàng sau những pha vào bóng có phần thô bạo với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Đối thủ của Hoàng Anh Gia Lai cũng rất biết cách tận dụng điểm yếu về thể lực của đội bóng này để khai thác. Minh chứng là cả 3 bàn thua mang tính quyết định của Hoàng Anh Gia Lai đều đến trong hiệp 2 khi thể lực của các cầu thủ trẻ không còn duy trì được như ban đầu. Cuối cùng, các đội bóng ở V-League năm nay đều có những ngoại binh với thể hình và thể lực tốt và họ đã tận dụng triệt để những yếu tố con người này. Trong những chiến thắng của Đồng Tâm Long An, Thanh Hóa hay Hải Phòng, những ngoại binh dù ghi bàn hay không cũng đều để lại dấu ấn.